Ok, không bạn nào có tên Evie thì mẹ nó mới đặt tên vào bếp nha. Bạn nào có tên Evie thì mới đặt tên bếp, chứ còn mấy bạn không có tên Evie thì sẽ không có đặt đâu. Không có đặt đâu bé ơi. Chết thư hả? Chưa có tên con, bạn nào vậy? Chưa có tên con hả? Cần quà gì trừ vàng, còn lại muốn gì alo con tặng hết nhớ. Dân giàu ở khác mọi người. Cảm ơn Ri nha, nhưng mà đừng có tặng quà nữa, giày các thứ mẹ nắm có hết rồi. Tặng mẹ nè bé Hiền nha mẹ, các bạn với con đi. Lại đôi giày nữa hả? Có gì vậy trời? Tặng mama nè, mấy bạn thấy mẹ nó mở quà không? Cảm ơn thân cô qua đi. Đừng có tặng quà nữa, đừng có tặng giày đồ các thứ nữa. Quà gì cũng có rồi nên đừng tặng nữa nha. Muội nè, để hôm sau à, hình như mình còn cái con bé này nè. Để rồi tên nhau. Muội còn một cái chứng thường nè mọi người. Ờ, Khang có tên chưa ta? Khang có tên chưa? Chụp hình mà không rủ mẹ chụp với thằng Ken này. Xin đầu cỏ anh mẹ. Hình như tôi full rồi đó mọi người, đợi tôi xin. Đây trời ơi mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ập tiệc để làm gì mọi người biết không? Để lười quá bây giờ mà chạy ra tới cái cửa xong rồi chạy vào nữa nó sẽ rất là tốn thời gian, nên là